Mới đây thì một người đàn ông sống tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trải qua 14 tháng cách ly vì liên tục dương tính với COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống tinh thần cũng như sinh hoạt của người đàn ông. Thậm chí thì ông còn được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm. Sau khi bị nhiễm COVID-19 vào tháng 11 năm 2020, người đàn ông này đã phải nhập viện và điều trị. Tuy không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi virus, nhưng ông Kajaisan vẫn tái dương tính mỗi khi xét nghiệm. Tổng cộng, ông đã lên tới 2 vạch là 78 lần, buộc ông phải cách ly tại bệnh viện và nhà riêng hơn một năm qua. Theo báo cáo từ bệnh viện, thì ông mắc chứng ung thư máu và suy giảm hệ miễn dịch. Chính vì lý do này mà tại sao cơ thể ông lúc nào cũng tồn tại virus sau một khoảng thời gian rất dài. Thời gian cách ly lên tới 14 tháng khiến cho ông rơi vào chứng trầm cảm và chỉ nằm một chỗ, không được gặp bạn bè và gia đình. Ông chỉ được nhìn thấy các con và các cháu của mình qua cửa sổ, chỉ có vợ và có con trai út ở với ông. Hiện tại thì tình hình sức khỏe của ông là điều rất nhiều người quan tâm. Hy vọng trong tình hình tới thì sức khỏe của ông sẽ khả quan hơn và sớm được trở về với gia đình của mình.